Không phải Nike Vapor 16 Pro, cũng không phải Adidas F50 Pro. Đây mới là ông hoàng hot nhất tuần qua tại Sportline, Mizuno Sala Japan. Từ 4,3 triệu xuống chỉ còn 2,850 triệu, giá ngàn năm có một mà chất lượng lại chiêu không tì vết. Tiết kiệm ngay 1,450 triệu để sở hữu đôi giày đỉnh cao từ Nhật Bản. Cơ hội vàng cho anh em nâng cấp vũ khí sân cỏ mà không lo đau ví. Mỗi đôi Sala Japan đều là kết quả của sự chăm chút tỉ mỉ từ những nghệ nhân hàng đầu xứ sở hoa anh đào. Từng đường kim mũi chỉ đều toát lên sự hoàn hảo và tinh tế, khiến anh em thấy được sự khác biệt ngay từ lần xỏ chân đầu tiên. Khác với những đôi giày sản xuất hàng loạt, anh em sẽ cảm nhận được sự mềm mại, ôm chân như đi trong một cặp tất siêu fit. Chất liệu da cao cấp mềm như lụa, ôm sát chân mang lại cảm giác thoải mái và linh hoạt tối đa. Thiết kế chuẩn mực, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giúp anh em tự tin tỏa sáng trên mọi mặt sân. Đừng để những lời đồn thổi làm anh em chùn bước với xu hướng đinh chữ L gây tranh cãi. Tuy nhiên, với phiên bản Made in Japan, anh em hoàn toàn có thể yên tâm, chưa từng có phản hồi tiêu cực trên dòng giày này. Có lẽ một phần là từ chất liệu cao cấp kết hợp cùng với sự tỉ mỉ của tay nghề thủ công hàng đầu Nhật Bản đã tạo nên một đôi giày bền bỉ, thoải mái và hiệu suất vượt trội. Follow Sportline ngay tại TikTok để cùng khám phá thêm những bí mật về giày đá bóng. Inbox ngay cho Sportline để được đội ngũ nhân viên tư vấn nhé.